Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Hôm nay sẽ là một câu chuyện của một bạn gái trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Em đã xem rất nhiều video của chị và khi vào Facebook của chị, em rất ấn tượng bởi câu nói: nếu bạn chưa hạnh phúc, đó chỉ là vì chưa ai nói với bạn làm sao để hạnh phúc. Em mong rằng chị có thể là người chỉ giúp em làm sao để em có thể có được hạnh phúc. Câu chuyện của em cũng khá dài và hơi phức tạp, mong chị có thể cho em lời khuyên. Em 21 tuổi, là sinh viên sư phạm. Anh 24 tuổi, là bộ đội công tác trong Nam. Chúng em yêu nhau từ đầu năm 2019 và anh ta là mối tình đầu của em, còn em là mối tình thứ ba của anh ấy. Năm 2019 đấy thực sự đối với em là một năm rất hạnh phúc. Tuy là yêu xa nhưng chưa bao giờ em buồn chuyện gì cả. Em hoàn toàn có sự tin tưởng. Em không có kiểm soát Facebook cá nhân hay bất cứ thứ gì. Anh bảo đi đâu em cũng phải báo cáo với anh. Chúng em còn cài thiết bị định vị để biết đối phương đang ở đâu, rồi dần dần anh muốn biết Facebook của em. Mới đầu thì em cũng không đồng ý, nhưng một thời gian em cũng đồng ý và em từ trước đến giờ chưa hề khó chịu về việc đấy. Vì em cũng chẳng làm gì xấu để phải giấu. Em cũng nghĩ vì yêu xa nên anh muốn em an toàn. Năm đấy dù có tranh cãi rất ít và em cũng không phải đứa con gái hay giận dỗi. Tuy yêu xa, chúng em vẫn cố gắng 2 tháng sẽ gặp nhau một lần. Nói chung mọi thứ đều tốt. Nhưng đến Tết năm 2020, anh được về phép và được ăn Tết ở nhà. Nhà em và anh gần nhau. Em có xảy ra biến cố trong học tập làm em rất chán nản. Anh cũng an ủi em. Rồi mỗi tối chúng em đi uống nước, nói chuyện bình thường. Và Tết anh với em đều đưa về gia đình ra mắt mà hai bên gia đình không ai phản đối. Gia đình anh có vẻ rất quý em. Mọi chuyện vẫn êm đẹp nếu như không phải một ngày tình cờ. Khi anh đã vào lại Nam để làm việc, em vào Facebook của anh, vào tin nhắn và đọc được tin nhắn của anh với bạn anh. Tháng 4 năm 2019, anh có đăng ảnh em lên Facebook. Bạn anh hỏi ai đấy, anh bảo em gái. Anh có hội chơi game, có nữ và chúng em định mua đôi món đồ thì anh lại đem đi khoe với nhóm đấy và bảo với một đứa con gái trong hội là cưới anh tặng liền. Chúng nó bảo chụp lại để đưa cho người nào đó xem thì anh bảo sợ chắc. Khi đọc tin nhắn đấy, em có cảm giác như mình là một sự lựa chọn, là đồ vật có cũng được, không có cũng chẳng sao, đồ cho người yêu mà tùy tiện nói với một người không quen biết. Em cũng phát hiện ra những lần anh bảo mệt, anh đi ngủ sớm, tức là anh chơi game đến 11-12 giờ. Có những lúc em nhắn tin đến thì anh không trả lời, nhưng thực ra anh vẫn đang chơi game hoặc nhắn tin với người khác. Và em có bằng chứng rõ ràng, nhưng khi em hỏi thì cãi lại là không ép. Em đưa bằng chứng ra thì mới nhận. Khi anh bảo tình yêu mình không phải nồng nhiệt như lúc mới yêu nữa, giờ nó chuyển sang giai đoạn khác rồi. Anh bảo giờ em muốn anh chơi game hay anh chơi gái. Em cũng nói thẳng với anh là trong game cũng có con gái, đừng để lặp lại chuyện cũ, và anh bắt đầu khó chịu. Anh hứa với em là bỏ thuốc lá nhưng anh không chịu. Còn chuyện nữa là em không biết anh có tôn trọng em hay không, nhưng khi có người nói anh yêu em như đào được mỏ vàng thì anh lại nói là nó vớ được cháu còn như đào được mỏ kim cương. Rồi cũng có người nói là anh bộ đội đầy đứa hơn, yêu làm chi giáo viên, việc làm chưa chắc có. Chính đứa em gái của anh ý kể với em là anh nói với mọi người như vậy. Rồi mới đây, em gái anh nói với em là kể hết chuyện anh với chị đi chơi, làm gì cũng kể và đã quan hệ. Rồi ý mọi người bảo là đừng có bỏ nó, tội nó. Trong khi đó bọn em chưa có quan hệ và ngay khi mới quen, em cũng đã nói rõ quan điểm, quan hệ là khi vợ chồng và anh cũng đồng ý. Vậy mà anh đi nói với mọi người như vậy. Em biết chắc chắn rằng giá trị của mình trong mắt mọi người đã không còn nữa. Dù có quan hệ hay không, cũng không nên kể. Rồi anh kể rất nhiều việc khác như lần đầu gặp nhau anh chụp lén em rồi gửi cho bạn bè. Nhưng cũng mới đây em có cảm giác như anh không tôn trọng em và kiểu như là khoe chiến tích với mọi người ý ạ. Rồi chính hai người em gái của anh ý cũng bảo là anh em không tốt đâu, chị nên suy nghĩ kỹ, chuyện gì cũng kể hết với mọi người. Và có cả chuyện em không làm. Em có cảm giác gia đình anh sẽ nghĩ em chơi, vào chơi như để nịnh bợ, kết giao mọi người để anh không có bỏ em. Hiện giờ em cũng cố gắng để nói chuyện cho vui vẻ, dù trong lòng không vui. Em với anh đều cảm thấy tình cảm của mình không còn như trước, thậm chí nhiều lúc như trách nhiệm nên mới phải làm. Giờ em nên làm gì ạ? Nên làm gì với mối quan hệ này đây? Em có nên giữ hay buông?
Tình cảm là nhiều nhưng nó lại làm em đau. Điều em không thích ở anh là bảo thủ hay khoe, chuyện gì cũng kể với mọi người làm em có cảm giác không được tôn trọng. Cãi nhau thì nó chia tay. Chị cho em lời khuyên làm gì bây giờ ạ? Em cảm ơn chị đã đọc câu chuyện của mình. Em biết là câu chuyện của em khá phức tạp và dài dòng, nhưng em vẫn mong chị có thể giúp em ạ. Em cảm ơn chị. Em thân mến, thực sự là cái câu chuyện của em nó kể rất là dài, rất là nhiều, nhưng chị cũng không có đọc hết được. Nhưng nói chung về một vài cái đặc điểm của anh ý là mình cũng đã biết anh ý là người như thế nào rồi. Và nếu mà lần sau mà có gửi tin nhắn cho chị thì em cố gắng là mình chắt lọc những cái thông tin mà nó quan trọng, cái sự kiện mà nó quan trọng thôi, thì để mình nắm bắt được vào những cái điểm đấy để mình có thể tư vấn cho nó kỹ hơn em nhá. Thực ra với tất cả những cái điểm mà em kể về anh người yêu của em ấy, thì đúng như các em của anh ấy có chia sẻ với em ấy, em hãy suy nghĩ lại đi. Chính bản thân họ còn thấy là anh của người ta không tốt em ạ. Người ta biết thừa như thế rồi đấy, người ta nói với em như vậy, người ta còn phải nói thế, em người ta còn phải nói thế, thì mình cũng phải xem lại cái người đàn ông đấy. Em người ta tại sao lại nói như thế? Bởi vì bình thường người ta lại em của anh ta thì phải nói tốt cho anh ta chứ, đúng không? Cũng có thể anh ta cố tình làm như vậy để làm gì? Để em chán anh ta đi, và rồi em tự động mà chia tay anh ta, đừng làm anh ta mệt mỏi nữa. Cũng có thể đấy là một lý do. Mà cũng có thể là thứ hai là bản thân họ cũng tự thấy là anh mình không tốt nên nói với em như thế. Nhưng người đàn ông này đích thị là em phải xem lại rồi, với tất cả những điều anh ta làm. Dù cái mục đích của anh ta là gì thì cách làm của anh ta nó cũng không đàn ông một chút nào. Nó không thể hiện rằng anh ta là một người đàn ông thực thụ, tử tế, nghiêm túc trong một mối quan hệ tình cảm. Mà chị nghĩ rằng trong tình yêu chúng ta không cần vội vàng. Mặc dù cái năm đầu bọn em yêu nhau bất kể nó đẹp như thế nào, thì đương nhiên rằng cái mối tình đầu nó cũng là cái mối tình mà nó sẽ khiến em khó quên, với những cảm xúc rung động đầu đời nhất, lại còn có những kỷ niệm đẹp nữa, thì đương nhiên nó sẽ làm cho em cảm thấy yêu, cảm thấy nuối tiếc cái quãng thời gian đó. Nhưng cùng với thời gian, chúng ta không chỉ nào sống trong những cái sự lãng mạn và những cảm xúc tốt đẹp mà chúng ta của cái giai đoạn đầu, mà chúng ta cần phải nhìn kỹ và tìm hiểu kỹ hơn về một người đàn ông. Và càng tìm hiểu kỹ về người đàn ông này thì lại càng có nhiều điểm mà chị thấy rằng không thể chấp nhận được ở một người đàn ông, mà em cần phải xem xét lại. Như em cũng thấy trong cái Facebook của chị có chia sẻ câu nói: nếu bạn chưa có hạnh phúc thì đơn giản là chưa ai nói với bạn làm sao để hạnh phúc thôi. Còn ở trong này thì có một cái vấn đề ấy, quan trọng nhất để em có được hạnh phúc, đấy là phải lựa chọn một người đàn ông phù hợp nhất với mình. Đương nhiên lựa chọn ở đây không phải là nói là anh ấy phải hoàn hảo, cái gì anh cũng phải tốt hơn mình, không phải thế. Nhưng điều quan trọng nhất là ở một người đàn ông mà mình lựa chọn, họ phải có một vài những cái yếu tố cơ bản nhất ở một người đàn ông: tử tế đã, nghiêm túc đã, người đàn ông chân thành đã, thì mình mới có thể yêu được. Còn ở đây anh ta có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là anh ta bắt em là đi đến đâu cũng phải báo cáo với anh ta là em đang ở đâu, rồi là cài định vị nhau. Kể cả khi anh ta yêu cầu em như thế, em cũng phải có quan điểm của mình chứ. Em yêu thì yêu, nhưng em đâu phải là một con người để cho anh kiểm soát, đúng không? Em có phải đồ vật để anh kiểm soát đâu mà anh định vị em rồi xem em ở đâu. Em không cái đồng ý cái điều đó, bởi vì nó là vi phạm đến quyền của con người, đúng không? Người ta đòi hỏi là một chuyện, em cũng phải có lối sống và quan điểm của mình chứ. Đâu phải người ta đòi mà em phục tùng được đâu. Đòi phục tùng không chắc đã được yêu mà còn bị coi thường nữa. Cho nên em phải hiểu cái điều này để lần sau nếu có yêu người khác thì hãy cẩn trọng. Cái thứ nữa là việc anh ta cứ tuyên truyền với người này người kia là giữa bọn em có những cái chuyện mà có những cái thật, có những cái là không có thật. Ví dụ như bọn em chưa quan hệ với nhau mà cứ nói là quan hệ với nhau. Mà như em nói, cái tính của anh ta là cứ thích là khoe chiến tích, khoe thành tích. Thì thực sự ấy, cái kiểu đàn ông này cũng rất là phổ biến trong xã hội. Tức là thích khoe mẽ, sở thích của họ là cứ khoe khoang là chiến tích của mình trong tình yêu, là yêu được bao nhiêu người, có bao nhiêu người theo đuổi mình, cái người kia thích mình như thế nào, rồi là mình thích là mình có được cô ấy, là cô ấy dâng hiến cái cuộc đời cho mình. Thì thực sự cái kiểu đàn ông như thế này là kiểu đàn ông rất hèn hạ em ạ. Một người đàn ông thực thụ người ta không bao giờ làm thế. Như em nói đấy, có cái chuyện gì mà thật sự là bọn em có quan hệ với nhau đi chăng nữa, một người đàn ông thực thụ không bao giờ người ta nói ra ngoài em ạ. Nói để làm gì? Khoe cái đấy thì để làm gì? Chỉ có những người tiểu nhân mới đi khoe cái đó thôi em ạ. Thì thực sự ra một cái chuyện như thế nó cũng đã thể hiện quá rõ con người của anh ta thuộc cái tầng lớp nào rồi. Một tầng lớp rất thấp em ạ. Không có cái sự văn minh và lối sống văn minh trong cái ứng xử với người mình yêu.
đấy là cái điều rất là thiếu thốn. Và có thể là em yêu anh ấy thì em cũng phải góp ý với người ta một cách chân thành, em không cần phải khó chịu nhá, không khó chịu để làm gì cả, bởi vì mình góp ý anh thay đổi được, mà chúng ta phù hợp với nhau thì chúng ta ở bên nhau, mà nếu không thì thôi. Ví dụ như ngay cái việc mà anh ta tuyên truyền với mọi người là bọn em đã có quan hệ rồi, là em thế này thế kia, tại sao em không nói chuyện thẳng với anh ý? Anh ạ, anh là một người đàn ông thực thụ, tại sao anh lại tuyên truyền những cái này? Nó chỉ thể hiện rằng mình chẳng có tài năng gì cả, mình quá thảm hại thì mình mới phải đi nói những cái chuyện này với người ngoài thôi. Khoe mẽ những cái này không hề chứng tỏ rằng anh là một người đàn ông giỏi đến thế nào. Nó chỉ chứng tỏ rằng quá thảm, để chẳng có cái gì tốt đẹp để khoe, mà chỉ có mỗi cái này để khoe thôi. Đấy, em nói thẳng như thế cho người ta biết. Đôi khi ấy, khi mình cảm thấy bị xúc phạm, mình phải nói để cho người ta hiểu là mình đã tổn thương ra sao, và để cho người ta biết cái hành động đấy là nó nghiêm trọng như thế nào. Em ạ, cái sai lầm của em ấy, hoặc là cái điều mà em chưa có thể làm được ấy, đấy là cái việc mà em đưa ra cái quan điểm, cái lối sống của mình để người đàn ông người ta phải biết, và chỉ cho người đàn ông cách người ta phải làm như thế nào. Còn đương nhiên yêu nhau là cái giai đoạn mà chúng ta tìm hiểu về nhau, chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta ở bên nhau, còn nếu không hợp nhau thì chúng ta chia tay. Chứ không có nghĩa là em đã từng có những kỷ niệm đẹp thì chúng ta cứ phải ở bên nhau suốt đời, bất kể sau đấy anh ta là người như thế nào, đúng không? Cho nên chị nghĩ rằng tạm thời với cái mối tình này, chị không nghĩ rằng em nên tiếp tục. Mà với những cái vấn đề giữa xảy ra giữa bọn em phải nói cho người ta biết. Cái cách mà người ta ứng xử như thế nào, nó sẽ là văn minh, nó sẽ là lịch sự, nó sẽ khiến các cô gái khâm phục anh ấy. Anh ta không biết, em chỉ cho anh ta biết, chứ không phải là chỉ biết ở đấy hậm hực khó chịu rồi là không nói điều gì cả. Em ạ, mình hậm hực, mình khó chịu xong mình chỉ biết tuôn ra những cảm xúc khó chịu thôi, thì mình chẳng có được những thứ mình muốn. Cái bí quyết để có được những thứ mình muốn là chỉ cho họ biết mình muốn cái gì và người họ cần phải làm như thế nào. Nếu họ thực sự có sự chân thành và yêu thương với mình thì họ sẽ thay đổi. Còn nếu không, mình xem xét để mình biết xem liệu mình có nên kết thúc hay không, đúng không em? Và còn một cái điều nữa mà chị muốn chia sẻ với em ấy, đấy là nếu em muốn có hạnh phúc với một người đàn ông thì em học cách là mình sống và mình làm những cái thứ gì nó tốt cho mình, nó thoải mái cho mình thì mình làm. Cái việc kiểm soát cuộc sống của một người đàn ông hay một người phụ nữ, nó không hề vui vẻ một chút nào cả, nó không hề khiến em sống một cuộc sống vui vẻ một chút nào cả. Cái việc cứ kiểm soát lên Facebook của người ta, đọc người ta nói chuyện với ai như thế nào, để làm gì, chị nghĩ cái hành động đấy không cần thiết. Mặc dù em có thể nghĩ rằng ồ, nếu em không đọc những cái đấy thì em làm sao biết là anh ta nói với người này người kia như thế kia, nhưng chị nói thật với em, bản chất con người ấy, em không cần phải điều tra, sống gần với nhau lâu rồi cũng sẽ phát hiện ra. Đấy, như cái kiểu mà em không cần phải tìm hiểu gì, tự có người nói với em ấy là anh ta nói những cái chuyện gì với người này người kia, đúng không? Chị nghĩ rằng em dù yêu ai, em không có cái trách nhiệm phải chịu trách nhiệm với những sai lầm hay những cái lỗi lầm mà người ta làm. Cho nên cái việc người ta lên Facebook, người ta nói chuyện với người này người kia như thế nào, chị nghĩ rằng mình không cần quan tâm. Cái việc mình cần quan tâm ấy, đấy là cái việc mình phải chia sẻ với họ về quan điểm, về lối sống của mình trong tình yêu, trong cuộc sống. Người đàn ông như thế nào thì được mình trân trọng, người đàn ông như thế nào thì mình sẽ coi thường và hạ thấp. Một người đàn ông có những tố chất này, em sẽ rất trân trọng, sẽ rất vui và rất tự hào khi được ở bên anh ấy. Đây, em cứ chia sẻ như thế. Còn những cái điều mà như thế nào em không bao giờ chấp nhận được trong tình yêu, ví dụ là nói xấu người yêu này, đặt điều bịa chuyện này, coi thường hạ thấp người khác sau lưng này, thà anh có cái điều gì không hài lòng với em, anh nói thẳng với em sẽ trân trọng anh, em tôn trọng anh. Ngay cả khi chúng ta không ở bên nhau nữa, chia tay nhau, em vẫn còn tôn trọng anh với tư cách của một người đàn ông thực thụ. Còn nếu như anh nói sau lưng như thế, nó chỉ khiến cho người khác coi thường mình mà thôi. Đấy, em phải chia sẻ tất cả những cái đó cho người đàn ông đấy hiểu. Còn bây giờ thì chị hy vọng rằng sau này khi em yêu ai đó thì em sẽ ứng dụng những cái điều đó. Và nói chung cái gì tốt cho mình làm, chứ mình không có thời gian. Em phải biết rằng mình không có thời gian để cứ lên Facebook rồi tìm xem là người ta nói chuyện với ai như thế nào, cụ thể thế nào, họ nói gì, họ làm gì, họ phải chịu trách nhiệm, không phải là em. Việc của em ở đây, em chỉ đứng em nhìn, em quan sát cái ứng xử, cái lối sống của anh ta, để xem anh ta có còn phù hợp để đứng trên cùng với mình trên cái con đường hạnh phúc của mình không. Còn nếu không, gạt anh ta ra và mình đi tiếp. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình. Còn đối với người đàn ông này thì chị không nghĩ rằng em nên tiếp tục nhá. Dù gì thì em vẫn còn đang là sinh viên, em đang học. Và mình phát hiện những cái điều này sớm thì mình sẽ rời sớm thôi. Một người đàn ông như thế chị thấy là không thực sự là một người đàn ông. Chúng ta không cần yêu cầu quá nhiều, nhưng ít nhất anh ta cũng phải là một người đàn ông tử tế. Chứ còn cái việc nói xấu người yêu sau lưng,
rồi là lại còn nói câu em muốn anh chơi gái hay chơi game. Một người đàn ông thực thụ người ta có thể phát ra câu đấy không hả em? Không em ạ. Một người đàn ông thực thụ ạ, người ta phải tập trung công sức và thời gian của người ta vào việc người ta sẽ xây dựng sự nghiệp như thế nào, làm sao để trở thành một người đàn ông thành đạt, một người đàn ông thành công, một người đàn ông giàu có. Không có người đàn ông tử tế và nghiêm túc và thực thụ nào có thể nói ra cái câu là em muốn anh chơi gái hay chơi game. Em ạ, cái câu nói đấy thôi nó cũng đã thể hiện anh là thuộc là con người như thế nào rồi. Đấy, cho nên là em không cần phải theo dõi anh ta nói chuyện với những ai như thế nào trên Facebook, Zalo của anh ta. Không cần những cái mật mã đấy luôn. Bản thân em tiếp xúc với anh ta, cách nói chuyện của anh ta là em đã biết anh ta là người như thế nào rồi. Cho chị hy vọng rằng em sẽ rút kinh nghiệm nhá, để bản thân mình cũng sẽ hoàn thiện hơn. Và ít nhất là trong tình yêu, khi mình nhận ra những cái giới hạn của một người đàn ông mà mình không thể chấp nhận được thì mình sẽ bước đi. Và đấy những lời khuyên của chị dành cho em. Hy vọng rằng em sẽ có những quyết định sáng suốt. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.